quá nhiều điều để nói về Trần Quang Lộc. Còn đối với Nghiêm Tùng Lâm, đây là một võ sĩ cũng không cần đến 3 hiệp thi đấu, cả 2 trận đấu vừa qua kể từ vòng loại cho đến tứ kết để có thể góp mặt ở trong trận đấu bán kết này. Đó là một ẩn số nữa đối với Trần Quang Lộc. Ngay lập tức là một cú đấm thẳng tay sau chính xác của Quang Lộc. Trọng tài đã dừng trận đấu. Trận đấu đã cho kết thúc. Trận đấu đã cho kết thúc khi mà võ sĩ ở đài màu xanh đã có dấu hiệu mất kiểm soát. Nhưng quyết định đã được đưa ra. Đó là một trận thắng chóng vánh dành cho Trần Quang Lộc, võ sĩ chuyên nghiệp MMA đầu tiên của Việt Nam. Đó là một trận thắng knock out vì tình huống cú đấm thẳng tay sau bằng tay trái của Trần Quang Lộc đã khiến cho võ sĩ Nghiêm Tùng Lâm đã choáng váng và mất khả năng kiểm soát. Trọng tài đã dừng trận đấu khi mà võ sĩ này đã không còn khả năng chống đỡ nữa, và đó là một trận thắng knock out, một trận thắng knock out dành cho Trần Quang Lộc. Thưa quý vị, quá nhanh và quá nguy hiểm. Chúng ta còn chưa kịp đặt lên. Vâng, thưa quý vị, vào lúc này đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều khán giả ở trong trận đấu bán kết này. Đó là một ẩn số nữa đối với Trần Quang Lộc. Ngay lập tức là một cú đấm thẳng tay sau chính xác của Quang Lộc. Trọng tài đã dừng trận đấu. Trận đấu đã cho kết thúc. Võ sĩ Nghiêm Tùng Lâm choáng váng và mất khả năng kiểm soát. Trọng tài đã dừng trận đấu khi mà võ sĩ này đã không còn khả năng chống đỡ nữa, và đó là một trận thắng knock out, một trận thắng knock out dành cho Trần Quang Lộc. Thưa quý vị, quá nhanh và quá nguy hiểm. Chúng ta còn chưa kịp tận hưởng trận đấu này.